Xin chào các em học sinh yêu quý. Tiếp theo đây thầy sẽ đi vào chữa bài tập số 2 sách giáo khoa hình học lớp 12 trang 91 cho các em nhé. Bài tập này thì người ta cho chúng ta một cái mặt cầu S có đường kính là AB, biết tọa độ của A và B. Câu A người ta bắt chúng ta tìm tâm và bán kính của mặt cầu S. Còn ý B, ý C nữa, nhưng mà khi vào ý B, ý C thì thầy sẽ nêu lại đề để bài cho các em nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chữa ý A trước này. Thì ở đây người ta cho chúng ta là một một cái mặt cầu S đấy, có đường kính là AB, đây tọa độ điểm AB thì thầy có rồi, thầy viết ra đây rồi. Ý A người ta bắt chúng ta đi xác định tâm và bán kính, tìm tọa độ tâm và tính bán kính. Thế thì ở đây nhá, bài toán này thì em thấy ngay là gì, đường kính AB, như vậy tâm Y sẽ là trung điểm của AB và bán kính thì sẽ bằng 1 phần 2 độ dài của AB. Như vậy thì ở đây thầy sẽ có ngay này, tọa độ tâm Y của mặt cầu S là gì, sẽ là hệ này xy thì sẽ bằng là gì, xa cộng xb trên 2, yi thì sẽ bằng ia cộng ib trên 2, ZY thì sẽ bằng ZA cộng ZB trên 2. Được chưa các em? Bởi vì Y ở đây sẽ là trung điểm của AB nhé. Cái này sẽ bằng này. Thế sẽ tính luôn vào đây. Như vậy thằng này nó sẽ là bao nhiêu? 6 trừ 4 trên 2. Cái này thì sẽ bằng bằng 1. Được chưa các em? Cái tiếp theo này bằng này, 2 cộng 0 trên 2. Cái này cũng bằng 1 luôn. Cái tiếp theo là gì? Trừ 5 cộng 7 trên 2. Ồ, nó cũng bằng 1 luôn, suy ra tọa độ điểm Y ở đây sẽ là 111 nha các em nhé. 111 khá là đẹp đúng không các em? Tiếp theo đây thầy sẽ đi tìm bán kính này. Thì bán kính sẽ bằng 1 phần 2 độ dài AB. Thì ta có này, ta có R thì sẽ bằng gì? 1 phần 2 AB. Như vậy nó sẽ bằng 1 phần 2 nhân căn bậc 2 của gì? Ở đây các em áp dụng công thức khoảng cách nhá. Thì các em sẽ thấy nó sẽ bằng là gì? Nó sẽ là trừ 4 này, trừ 6 tất cả bình phương, cộng với cả gì, 0 trừ 2 bình, cộng với cả gì, 7 cộng 5 bình. Được chưa nghe? Cái này thì nó sẽ bằng 1 phần 2 nhân căn của, cái này em mở máy tính cho, thầy nhá. Các em mở máy tính cho thầy. Cái căn này thì thầy tính ra được nó là bằng 2 căn 62 nha em nhá. Bằng 62 nhân 2 nữa này. Như vậy bằng cái này bằng căn 62 nha em nhá. Được chưa các em? Như vậy R là bằng căn 62. Được chưa các em? Ok nhá, như vậy là thầy đã đi tính xong tâm và gì, bán kính của cái mặt cầu này. Tiếp theo thì thầy sẽ chuyển sang ý B này. Ý B này thì người ta yêu cầu chúng ta lập phương trình mặt cầu S. Đấy, lập phương trình mặt cầu S này. Như vậy thì lập phương trình mặt cầu S thì thực ra rất là đơn giản khi mà các em đã có tâm và bán kính rồi. Phương trình mặt cầu S, là các em viết cho thầy thôi. Các em nếu mà khi mà gì, khi mà một mặt cầu mà các em biết tâm và bán kính thì các em sẽ có phương trình của nó là gì, x trừ a tất cả bình cộng y trừ b tất cả bình cộng z trừ c tất cả bình bằng r bình, trong đó thì tâm y sẽ có tọa độ là abc và r thì chúng ta có rồi, được chưa? Áp dụng vào đây, em viết cho thầy. Như vậy nó sẽ bằng là x trừ 1 tất cả bình cộng y trừ 1 tất cả bình cộng z trừ 1 tất cả bình bằng r bình. R bình là bằng 62. Được chưa các em? Như vậy chúng ta đã gì? Có phương trình của mặt cầu S rồi nhá. Tiếp theo thầy đi vào ý C này. Ý C người ta bắt lập phương trình mặt phẳng alpha tiếp xúc với mặt cầu S tại tại A. Được chưa? Lập phương trình này. Lập phương trình mặt phẳng alpha tiếp xúc mặt cầu S tại A. Ở đây thì thầy sẽ chép lại cái đề ở đây ra đây nhá, để cho các bạn dễ theo dõi, tại vì lúc nãy là thầy chưa đọc lại cái đề cho các em thấy nhá. Thì đây đề là toán là như thế này. Bây giờ chúng ta có một cái phương trình mặt cầu S rồi. Bây giờ người ta bắt chúng ta lập phương trình mặt phẳng alpha tiếp xúc với S tại A. Thì để bài toán giải quyết bài toán này thì chúng ta phải làm như thế nào? Thì ở đây nhá, các em sẽ thấy là gì? Mặt phẳng alpha tiếp xúc với mặt cầu S thì các em sẽ
sẽ suy ra mặt tiếp xúc mặt phẳng alpha tiếp xúc với mặt cầu S tại A thì các em sẽ suy ra được cho thầy là gì? Suy ra là n của gì? Của mặt phẳng alpha này chính là bằng gì? Chính là bằng vector IA nhé em nhé. Đó, vector IA. Như vậy bây giờ thầy sẽ đi tính vector IA này. Suy ra này n của alpha này thì sẽ bằng vector IA này. IA thì các em có rồi. Điểm A, tọa độ điểm A có, tọa độ điểm I có. Như vậy các em tính được vector IA ở đây sẽ là bao nhiêu? Sẽ bằng là 5, 1 và gì? 5, 1 trừ 6 nhé em nhé. À như vậy chúng ta có vector pháp tuyến rồi. Và có điểm đi qua chính là điểm A luôn. Bởi vì nó tiếp xúc với A mà. Như vậy thì các em sẽ suy ra được cho thầy là gì? Mặt phẳng alpha là sẽ là gì? Sẽ là 5 nhân với cả gì? X trừ 6 này. Cộng 1 nhân Y trừ 2. Trừ 6 nhân Z cộng 5 bằng 0. Như vậy cái này tương đương là 5X cộng Y trừ 6Z. Trừ 62 bằng 0 nha em nhé. Trừ 62 bằng 0. Được chưa các em? Như vậy là đây thì thầy đã giải quyết xong cái bài tập số 2 nha em nhé.